Để giúp Israel tăng cường khả năng phòng thủ, trong 2 tuần qua thì Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Israel, trong đó bao gồm cả 2 hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt, thông tin được người phát ngôn Lầu Năm Góc đưa ra. Theo đó thì Mỹ cho Israel thuê lại 2 hệ thống vòm sắt mà Mỹ mua của nước này trước đó, vốn được thiết kế để bắn chặn tên lửa và rocket các loại. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ chuyển cho phía Israel một lượng lớn đạn pháo, các thiết bị quân sự quan trọng khác trong những ngày tới. Israel cho biết tháng 8 năm ngoái thì hệ thống bom sắt đã bắn hạ 97% số tên lửa và rocket được phóng từ dải Gaza vào lãnh thổ nước này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo một số quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế do Ai Cập đăng cai tổ chức vào ngày 21 tháng 10. Trước thềm hội nghị, thì hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas, Israel vẫn diễn ra dồn dập. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập nhằm thúc đẩy các điều kiện để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở dải Gaza đang thiếu thốn mọi bề. Thái tử Ả Rập Xê Út cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh đang ở thăm nước này. Thái tử Mohammed kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để có thể giảm leo thang và đảm bảo lực lượng không lan rộng. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Jordani trong cuộc họp báo với người đồng cấp Đức cũng đã bày tỏ lo ngại một cuộc xung đột rộng hơn sẽ tạo cơ hội cho Israel thực hiện chính sách trục xuất hàng loạt người Palestine ra khỏi bờ Tây. Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ngày càng tăng, trong khi các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Israel-Hamas có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng hơn ở khu vực Trung Đông, dầu mỏ. Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo lạm phát vẫn quá cao, qua đó để ngỏ khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa nếu cần. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007. Lãi suất trái phiếu tăng và khiến sức hấp dẫn của cổ phiếu giảm sút. Trên phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8%, chỉ số S&P 500 giảm 0,9%, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1%. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu cũng nới rộng mức giảm. Ngày hôm nay, thì Tòa án quận Incheon, Hàn Quốc đã tuyên án 3 năm tù đối với nam thanh niên 19 tuổi vì tội tìm cách mở cửa thoát hiểm khẩn cấp khi mà máy bay đang ở giữa không trung và trước đó thì có sử dụng ma túy. Tòa án quận Incheon đã kết án nam hành khách vi phạm luật về an ninh hàng không và kiểm soát ma túy, đồng thời yêu cầu người này phải đi cai nghiện ma túy. Tòa nêu rõ, nam thanh niên này không thể tránh khỏi án tù vì đã gây nguy hiểm cho nhiều hành khách khi tìm cách mở cửa thoát hiểm của máy bay trong lúc đang lên cơn nghiện ma túy đá. Nam thanh niên bị bắt giữ ngày 19 tháng 6 trên chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc Jeju Air với khoảng 180 hành khách. Những ngày gần đây, thì tình hình căng thẳng ở dải Gaza luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Cuộc xung đột vẫn đang có chiều hướng là diễn biến xấu, trong khi cộng đồng người Việt tại Israel sinh sống rải rác ở nhiều khu vực khác nhau. Và ước tính là cộng đồng người Việt Nam tại đây sẽ bao gồm khoảng 500 người sinh sống và làm việc tại hầu hết các thành phố lớn ở quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, còn có hàng trăm người Việt Nam đang học tập theo các chương trình và các đoàn hành hương đến thường xuyên. Chúng tôi tiếp tục kết nối với một số người Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết. Ngay ngày đầu tiên tới thì bình thường, qua ngày thứ hai thì bắt đầu là gặp phải sự cố. Thì tới 10 giờ sáng là đoàn được Tổng cục Du lịch Israel thông báo về là tất cả các đoàn đang tham quan tại Israel phải trở về khách sạn. Và khi mà liên hệ với lãnh sự quán á, thì tôi cũng được hướng dẫn là cài những cái app của người dân nơi đây để cập nhật thông tin một cách chính xác nhất và nhanh nhất chứ không đợi báo chí nào cả. Thông tin nó rất là đầy đủ hàng ngày cho nên là khách cảm giác là cũng không quá là bối rối lo lắng nhiều. Tuy nhiên là khi mà biết là không còn chuyến bay về nữa thì mọi người có vẻ như bắt đầu lo lắng. Thì đoàn tiến hành qua nhập cảnh bằng đường bộ, qua cửa khẩu Sheikh Hussein để vào Jordan và bay về Việt Nam. Chính quyền thành phố như chính quyền của Israel thì họ luôn luôn gửi thông tin cho mình từng ngày một,
Tức là chẳng hạn như cái lệnh mà hạn chế tập trung thì họ sẽ là 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày, rồi họ sẽ luôn cho mình những cái tin nhắn là mình cần chuẩn bị những cái gì khi mà có những cái trường hợp khẩn cấp phải di tản. Mình làm việc và ở đây 6 năm rồi, cho nên mình chọn ở lại, cũng chỉ có biết là cố gắng mình sống chậm nhất có thể cũng như là chuẩn bị trong cái tư thế là khi nào mà có lệnh di tản thì mình sẽ đi. À, nói chung là vẫn phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Mình chạy 13 ngày rồi. À, 13 ngày có ngày chạy tới 4 năm hiệp. Cho nên là tới hôm nay nói chung là nó cũng gọi là nó quen vào nhịp rồi. Tới 50-60% các shop đâu mở cửa đâu. Hầu như là chợ là hơn một nửa chợ là còn đóng. Trung tâm Tel Aviv là nơi mà nhộn nhịp lắm. Đông đúc, rồi các bạn trẻ, rồi họ đi bộ, rồi ăn uống. Nhưng mà xuống tự nhiên mình thấy nó vắng một cách lạ thường, tự nhiên mình cảm thấy buồn cho thành phố. Mà đó là Tel Aviv mà không bị ảnh hưởng gì nha, không bị ảnh hưởng bởi rocket gì phá hủy cả.